Rồi, xin chào các bác buổi sáng nha. Bữa nay làm bài review về cái máy cày Massey Ferguson 2615. Thì cái máy cày này tương đương với 49 mã lực á, là dòng canh cho trực tiếp với lại 494 của Yamaha và 5018 của Kubota. Cái máy cày này là thương hiệu của châu Âu. Mình quay sơ sơ cho bác xem. Cái quay vỏ đi. Thì vỏ máy cày này sử dụng vỏ Goodyear. Thì nó cái số vỏ của nó là 0818. Bản cày lớn. Mình có đậu ngang với một chiếc 6040 để các bác tiện so sánh cái độ lớn của nó. Nó cũng vừa. Máy mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc nên các bác có thể dây hỗ trợ được bình thường, dây không lãi. Thì cái vỏ sau của nó là 13.6-28, cũng là vỏ Goodyear luôn, vỏ là tốt nhất. Năm này thì mình có thể tháo rời cái này ra cũng được, tại vì nó thiết kế là nó bắt bù lông. Giờ mình sẽ quay phần hộp số của nó. Phía sau này có một miếng thăng quang. Cái đùi này thiết kế lớn à, có một ổ trục đỡ lên nữa. Đó. Cho nên hiện tượng gãy đùi con này chắc không có đâu. Đó, đùi liền mà. Châu Âu họ thiết kế rất là chắc chắn. Các bác nào mà xài máy cũ quen rồi chắc biết thương hiệu MF đúng không? MF là Massey Ferguson. Này thì trọng lượng của nó là 1 tấn 9, được lắp ráp tại Ấn Độ, 49 mã lực, 2 cầu. Đây, 13.6-28. Cái này thì cái ghế của nó thiết kế như là giống ghế hơi vậy đó, ở ngoài ngồi rất là êm, có độ đàn hồi lên xuống đàng hoàng. Cái thăng tài, cái thăng tài, cái này là một cầu hai cầu, giật lên giật xuống, giật lên thì nó đi một cầu, còn giật xuống là giật lên hai cầu, giật xuống là cầu trước bơi. Số thì người ta thấy nó có số dê nằm ở đây, số 1, số 4, số 3, số 2, thằng rùa, cái thằng thỏ và thằng rùa, cũng dễ xài lắm. Đây, thương hiệu của Massey Ferguson. Trên đây thì có nhiệt độ nhớt, rồi ắc quy, nhiệt độ nước và cái nhiên liệu. Đây là dòng tua của máy, còn bật tắt chìa khóa thì nằm ở đây. Tắt máy nằm ở đây nè, nó không phải tắt bằng công tắc, nó tắt bằng kéo cái này. Đây là các nấm công tắc về điện, đèn với lại hai sai. Trên mặt trước cabo thì nó châm dầu lên ở đây, đó, thì nó châm dầu. Sau đây mình sẽ chuẩn bị mở cái cabo lại cho các bác xem. Thank you.
Để quay cái phần ở đây cái đã. Còn thấy nguyên cái máy. Đây là nơi giật cái chốt nhưng mà mở cái cabo lên. Bên nó quy Argo. Bên nước phụ. Dòng 49 mã lực. Này nó không có tục vô tăng áp. Chỉ là máy không. Là đúng chỉ số sức mạnh của nó. Bơm dầu phụ. 3 máy. Tách dầu với nước. Đây, đầu trước của nó này. Cái chuyện là tới làm sao rồi. Vậy thì nó rất là bền. Đó, các bạn thấy hộp số của nó. Đây là nguyên cái bình dầu của nó nè. Đặt ở trên, bình dầu nó bằng thép, không rỉ. Nhưng chúng ta còn có nhiều dòng máy xay lắm. Có dòng máy xay kia lớn, chỉ dầu luôn 65 mã lực. Mình sẽ làm review với con đó liền. Đây là 2615 49 mã lực nha các bạn. Vẫn là đèn halogen thôi. Chưa có tích hợp công nghệ LED ở đây. Đèn phía sau là các loại đèn khác, có đèn dạ quang đủ hết. Mình đặc biệt thích cái phổ phần khúc đuôi ở đây thôi, rất là chắc, thơm sát như trong mâm luôn. Ngoài có thể nói là nếu nói về hộp số hay là đùi bọng là có thể rất là bền. Đây những cái máy cày máy xay nhập về đây gần 20 năm trước. Tới giờ thấy người ta vẫn xài bình thường luôn. Cũng kiếm cái công nghệ mới bây giờ. Này ghế hơi em lắm. Yeah.
test âm thanh của 2615. Đây, đây là khổ máy phía sau nè. Trong đây khoảng hơn ở trong kia nữa, ở trong hốc thì nó là 30 chiếc để gần trước nữa. Đây, còn đây là kho máy đằng trước, ở trong đó là hai chiếc 70 đẹp, đóng máy cày nè. Với chiếc 105 mới về đậu bên kia chưa chạy vô đây. Mình tới hai chiếc 105 nữa nha. Giá nó tầm khoảng 600 mấy, 650, 660 thôi. À, máy cày nè. Đủ chủng loại. Hai chiếc 6040 mới về. Địa chỉ công ty ở Vĩnh Long nha các bác. Đây, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long. Còn số điện thoại này các bác chỉ cần thêm số 2 ở trước, 02703, tại đổi máy dùng cả nước. Bây giờ cho các bác tham quan kho máy phía sau. Máy thường mới để phía sau nhiều hơn. Dưới đây còn nhiều lắm, cỡ 30 chiếc lần. Từ 70 tới 95, trăm mấy năm thì có 2 chiếc trước. Khách cũng đang thử nè. Ở trong đây là những cái máy được rồi về nè, máy về container, máy siêu đẹp á. Máy này để bán hết rồi. Máy đẹp thì dễ bán lắm. Hổng còn đẹp nhất nè. Container 3 nè, máy đã bán nè. Không còn chục nữa không? Thì như mới luôn. Một cái này thì lại mới được 100 triệu luôn. Mà nhân viên nó mới chạy nước. Này cũng đã bán rồi luôn. Nè máy cuộn gom nè. Mấy con gom đủ loại hết. Đây cũng còn cả đống máy nè. Nếu các bác có thể thích cái kênh của mình thì dưới đây có nút đỏ, nút đăng ký, nút subscribe, đăng ký kênh đó. Các bác nhấp vào kênh, nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký cái kênh bán hàng của mình, để các bác sẽ nhận được những video mới nhất. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị quay video của từng chiếc mới về bên này đây. Về mười mấy chiếc đó. Đây là khu vực bảo dưỡng máy nè. Máy nào ra mình cũng làm bảo dưỡng, bảo trì máy hết cho ngon lành rồi mới đi. Đây là tình hình máy ngày 24 tháng 7 nè. Rất là nhiều máy cho các bác lựa. Các bạn nhớ là mình công ty mình ở địa chỉ ở tỉnh Vĩnh Long nha, không có đâu chi nhánh đâu ngoài Bắc gì hết nha, chỉ có một nơi nhất là Vĩnh Long thôi. Mấy chỗ khác cái hay bị tình trạng này lắm. Kho máy mình nằm đặt tại Vĩnh Long, ngay thị xã Vĩnh Long. Rồi, cảm ơn các bác nhiều nha. Thank you.